Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang có mặt tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, tại gia đình anh Tùng. Chúng tôi tiến hành lắp đặt thiết bị xử lý nước cứng Active Flow DN15 cho nhà anh Tùng ở đây. Như quý vị và các bạn có thể thấy, tôi vừa tiến hành lắp đặt ở phía đằng này rồi đây. Thiết bị xử lý nước cứng Active Flow cỡ DN15 được lắp vào đường ống phi 21 nhà anh Tùng. Như quý vị và các bạn đã biết, ở quận Tây Hồ thì các hộ dân đều dùng chung một nguồn nước nên vấn đề nước cứng xảy ra ở đây rất nhiều. Các cạn canxi bám lên các thiết bị sen vòi và ở trong nhà tắm, gương rồi bình lóng lạnh gây rất khó chịu cho người sử dụng. Thì PGTech đã tiến hành lắp đặt rất nhiều thiết bị xử lý nước cứng Active Flow cho các hộ dân ở quận Tây Hồ này rồi. Sau khi lắp đặt thì nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt gia đình sẽ dễ chịu hơn, tắm giặt sẽ không, tóc tai sẽ không bị sơ cứng, quần áo sẽ cũng mềm mại hơn, không bị sơ cứng vải cũng như ố vàng quần áo. Và đặc biệt là như dây mai so ở trong bình nóng lạnh, sau 8 đến 10 tuần nếu như có cặn bám dày thì sẽ tan ra. Và chắc chắn là nguồn nước sinh hoạt của gia đình sẽ được cải thiện rất nhiều. Có dịp chúng tôi sẽ quay lại để có thể kiểm nghiệm được hiệu quả của thiết bị xử lý nước cứng Active Flow ở gia đình nhà anh Tùng đây. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của PGTech.